Hello anh em ha. Thì, hôm nay Lạc Nhi gửi đến anh em, những anh em nào đam mê cúc hay là quắt hay là chim, những cái loại chim nước đó, quắt hay là gà nước, thì anh em xài, nếu mà xài mà trời mưa gió anh em muốn quánh á, là cúc này, đây anh em bỏ vô cái ống này cho mình. Đây là cái ống mà bên mình làm sẵn rồi ha, số lượng cũng rất là nhiều. Mình làm ở đây, nếu mà anh em sử dụng cái ống này đánh cúc á, thì nó sẽ rất là tiện ích, gọi như là con cúc nó cần cái độ ấm á, chạy rất là nhanh. Anh em nghe cái tiếng cúc như vậy ha, mà anh em bỏ vào cái ống thì âm lượng của nó sẽ tăng lên. Như vậy nè, đó, ba cái lỗ này là nó nằm dưới đất, còn cái lỗ này là trên, thì cái âm nó sẽ đi ở đây thì nghe rất là nhỏ, nhưng mà ở ngoài xa kia nghe to, con cúc nó sẽ đâm vào nằm ngay cái này, thì cái khả năng dính nó rất là cao. Anh em nghe ha, đây là làm cho nó ấm. Còn anh em muốn quýnh quắt hay gà nước thì anh em bỏ vô đây, rồi trời có mưa gió cỡ nào nữa thì cũng không có hư ha, không có hư ảnh hưởng gì hết, mưa gió chắc luôn, mưa gió không tạt được nồi vô cái này. Thì trong này mình có làm một cái đẩy lên để cho nước nó chảy ra, có tạt vô thì nước cũng chảy ra. Thứ hai là đây là cái sản phẩm loa caravan, đây là ba pin nha anh em. Loại này thì một cục nó là xài gần 5 tiếng đồng hồ, 2.000 banh, 2.200 banh, đây 2.200 banh. Anh em quấn đêm thì quấn từ 5 giờ chiều cho tới 6 giờ sáng nếu mà sạc đầy. Anh em xài thì mua ra siêu thị Bách Hóa Xanh mua thêm 1-2 cục pin nữa là quấn vô tư. Quýnh đêm quýnh ngày gì cái lo này cũng rất lợi hại. Anh em mà quýnh đa đa hay cái gì nữa, anh bỏ vô trong cái ống này nghe âm thanh nó rất là chuẩn, và nó phóng cái độ rất là xa, nó phóng xa, ở xa nghe to mà về càng gần thì nghe càng nhỏ, thì con chim nó sẽ đâm vô sát để cho nó rút con chim vô để chúng ta bắt. Thì đó là cái kinh nghiệm riêng của mình thôi, còn những anh em có những cái bài hay khác thì mình chưa có biết đó, mình chỉ mạn phép nói về cái kinh nghiệm của mình thôi ha anh em ha. Đó, anh em nghe tiếng nè, rút ra nghe nhỏ đó. Quấn đêm thì mình mở nắp ra, còn quấn ngày thì mình để nắp lại. Ở anh em nào mà có cần á, mà cần ống thì liên hệ cho Lạc Nhi ha, bên mình có làm sẵn rồi, anh em khỏi mất công làm, cứ book cho Lạc Nhi. Đây sản phẩm ở bên mình ngoài sân còn, trong phòng cũng còn, này làm để sẵn cho anh em có đặt thì nắp rồi mình cũng khoan xong hết rồi ha. Còn anh em nào muốn tự làm thì trên kênh YouTube của mình đó, Lạc Duy có chỉ, có hướng dẫn cho anh em cách làm ống độ rồi. Cái móc rồi về bỏ cái lo vô đậy nắp lại là quýnh thôi. Đây, nó đơn giản thôi. Anh em bỏ lo vô đây, anh em có đi xa cỡ nào thì cái lo nó cũng không có hư, tại vì nó đã có cái một cái lớp này chống rồi, nó tiện lợi lắm. Một cái lo đó với bỏ vô một cái ống, một cái thẻ full tiếng nữa, đủ loại vô cho anh em đánh thì anh em xài đi rừng là rất là thoải mái, thích đặt con nào thì chơi con đó. Rồi
Anh em nào có ủng hộ thì inbox cho Lạc Duy nha, Lạc Duy cảm ơn. Còn anh em nào muốn đánh cúc đêm hoặc là tư vấn về đánh cúc đêm thì nên gọi trực tiếp cho mình nhớ. Còn mà nhắn thì anh em cũng quên nè, mà anh em ra bãi anh em quay bãi xong đi rồi gửi qua cho mình, rồi mình nhắm cái bãi anh em coi như thế nào đó rồi mình mới hướng dẫn cho anh em cái thế đánh. Chứ còn mà đem ra rồi mở loa đó thì cũng thua. Còn một số anh em có file của Lạc Duy á mà tự ra mở đánh á, thì đánh không được á, thì cái đó là lý do là cái cách đánh chưa đúng. À, file thì nó đúng rồi nhưng mà cách đánh chưa đúng là thứ nhất. Thứ hai là loa không phải loa nó phóng. Thứ ba là không có đồ để phóng âm thanh đi xa. Đó là chỉ cần ba cái đó thôi là chúng ta đã chặt rồi, mà chặt rồi thì con chim nó sẽ không có rớt về. Anh em lưu ý cần gì á, thì cứ mạnh dạn gọi cho mình biết cái gì mình chỉ cái đó, mình hướng dẫn nhiệt tình ha, đừng có ngại gì hết. Rồi anh em mà chơi với nhau rồi cùng nhau phát triển. Còn anh em nào mà ở cái khu vực nào mà sợ hết cúc á, thì cứ yên lặng giữ đó mà chơi nó vui vẻ. Mình những người khác thì ta chưa biết thì ta chơi, những người ta làm không có ra kinh tế muốn kiếm thêm chút ít thu nhập để nuôi vợ nuôi con rồi lo tiền học cho mấy đứa cháu sắp tới nữa. Bộn bề công việc bằng ngày thì bằng đêm móc cái võng đi ngủ ha. Kiếm vài xị là di chỉ nghề cho cứ yên tâm mà làm ha. Mà khi mà anh em đã từng mua file của Lạc Duy file đêm thì những file sau này file mới mình làm thì mình sẽ tặng lại cho anh em hết đó. Mình sẽ tặng cho anh em không có lấy tiền, mình chỉ bán một lần thôi, giao dịch một lần. Ok ha. Rồi ok, cảm ơn anh em nhiều.